Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình. Rất nhiều bác đặt câu hỏi em là một chiếc âm ly rẻ tiền mà đánh phải ra hết chất của bốt các bác. Thì trước mắt các bác em đang có hai chiếc âm ly. Một là Technic SU8044 và đây một chiếc nữa là Technic SU8055 các bác nhá. Để ở đây cho các bác xem. Thì đây là hai con âm ly nó tương tự nhau. Con này là 8055, đây là 8044 đó các bác. Em đang ghép với chiếc 8044 để các bác hiểu rằng là 8044 với 8055 nó không vênh nhau là cái gì cả. Không, em ghép 8055 vào thì các bác bảo 8044 đuối không đánh được loa bốt. Và xin nhấn mạnh lại chiếc âm ly đang đánh là giá 1.800.000 các bác nha. Hoạt động hoàn hảo luôn các bác. Hai đèn tiên rất đẹp. Đánh tiếng bass rất êm ái và mặn mà, đậm chất bốt Mỹ. Và đây là một trong những chiếc âm ly rẻ tiền của Technic, nó đánh vào loa bốt cực kỳ hay các bác. Nhấn mạnh là nghe nhạc các bác nhé, nghe nhạc chuyên sâu các bác có thể nghe thấy tiếng tép này rất êm tai và tiếng bass đánh sâu thăm thẳm, mềm mại. Nói chung là không phải tả nữa các bác. Các bác đeo tai nghe thẩm âm là chỉ có thẩm âm là cái các bác hình dung ra tốt nhất, chứ em nói miêu tả nhiều khi mất hay. Và xin báo giá luôn, đôi loa 7 triệu, âm ly giá 1.800.000, âm ly size 42 các bác nhé. Rất nặng luôn, con này rất là nặng. Cả bộ là 1.800.000 cộng với đôi loa 7 triệu nữa là 8.800.000 các bác. Mới có thẩm âm tiếp, đánh cực kỳ hay các bác. Bát em mới để 12 giờ, chưa bật low lớt, em bật low lớt rồi các bác. Đó, em bật low lớt các bác nghe tiếng bát nó dày như có súp luôn. Đây là một chiếc 8055 các bác nhé. Chiếc 8055 này để các bác hơn 100.000 thôi, 1.900.000, có kia là 1.800.000 các bác. Các bác có thể chọn một trong hai các bác nhé. Đẹp xuất sắc. Các bác có những đôi loa bốt như vậy, thả những chiếc âm ly rẻ tiền này vào tiếng cực kỳ ngọt các bác. Mà những dòng cục đẩy hay là âm ly Jaguar không bao giờ làm được điều đó các bác. Em sẽ quay vào loa tép cho bác nghe thử tiếng tép của nó. Rất là ngọt ngào các bác. Trường Vũ các bác nhá. Các bác nghe tiếng tép của nó đánh rất là sướng tai các bác. Bát gầm gừ luôn. Có người con gái đông về đàn áo ấm ra xa trùng. Đẹp rất là ngọt tai các bác. Chiếc mì 1.800.000, 1.900.000 rồi các bác nhé. Rồi em xin tạm dừng video clip ở đây. Em mở rất bé các bác, 11 giờ đêm thôi. Không dám mở to, hàng xóm mới sang chửi các bác. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo. Một vầng trăng sẽ bóng chia đôi.